thì nó sẽ có thêm một cái bồn nó dài như vậy nè, và nó có thêm một cái đường đường tròn phía dưới này để ký hiệu là cái bồn tắm nằm. Còn nếu mà bồn tắm đứng thì nó chỉ đơn thuần là một cái ô vuông thôi, đúng không? Hai bồn ngủ không, bồn tắm nằm. Ví dụ căn này nha, căn này không có bồn tắm nằm. Ba phòng ngủ có này, cái này có. Căn này cũng không có bồn tắm nằm luôn, bồn tắm đứng thôi. Chỉ có ba phòng ngủ. Chỉ có ba phòng ngủ là có bồn tắm nằm nè. Cái ký hiệu bồn tắm nằm là nó có cái đường bo nè ở phía góc phía dưới nè. Thường ở những cái tường mà lớn nhà chắc chắn là sẽ không đập được nè, tại vì nó là tường chịu lực và nó thuộc về kết cấu tòa nhà, chắc chắn là không đập được. Những cái tường đập được là những cái tường mỏng như vậy nè, cái nét mảnh như vậy là, và trong nội bộ như nhà nhá thì mình vẫn đập được. Nhưng mà ở đây nó còn liên quan đến thêm một cái, đó là cái kết cấu khi mà bên kỹ thuật họ đi những cái đường ống như là wifi, điện, nước, đèn rồi này nọ, họ sẽ đi âm ở trong cái tường này. Cho nên khi mà mình đập á thì cũng phải liên hệ với bên kỹ thuật coi là có đập được hay không, tại vì nó ảnh hưởng đến đường ống kỹ thuật điện, đường điện. Rồi đa phần anh thấy sẽ rất là khó. Cái này phải nhờ bên kỹ thuật. Đối với này là mọi người thấy là hai phòng ngủ là nó có một cái đường ngăn nè, và nó là tường lớn, tường bự, nó là tường kết cấu chịu lực. Bên này căn này cũng tương tự, là mọi người thấy là tường rất là lớn luôn. Ở chỗ những cái tô mà nó ngoài 200 đến lên tới 400 hoặc là 600 như thế này nè, nó là cái kết cấu chịu lực của tòa nhà nè, nó dày nè, đúng rồi, nó dày như vậy nè, chắc chắn là sẽ không đập được. Nếu mà còn đập cái khu vực vệ sinh nó cũng không đập được nha mọi người, biết tại sao không? Vệ sinh nó là đi vô cái hệ thống tổng của tòa nhà, nó thông từ trên xuống dưới các nhà. Và các bạn đập thử, các bạn đập cái nhà vệ sinh riêng của căn hộ mình thôi, các bạn dời ra chỗ khác thì làm sao các bạn đấu nối với cái hệ thống của tòa nhà. Cho nên cái việc mà đập vệ sinh là gọi như là bất khả thi đó. Chỉ mình có thể đặt được những cái tường gọi là tường ngăn giữa hai cái không gian, như là giữa phòng khách của căn này và cái phòng, dạ là chắc phòng này là phòng gì vậy? Phòng ngủ. À không phải phòng ngủ, cái phòng này là dạng như là cái walk closet á, tức nghĩa là cái phòng thay đồ á. Thì đặt maybe là thông qua được bằng cái lối này, nhưng mà phải hỏi bên kỹ thuật là cái chỗ đó có ảnh hưởng đến kết cấu hay không thì mới đặt được nha. Đúng rồi, walking closet là cái dạng mà cái chỗ phòng thay đồ mà các bạn có một cái không gian rộng rãi để các bạn có thể mà tự do buông đũa. Phòng thay khô á. Nhưng mà cái cửa ở đây kỳ lắm nha, nó để ký hiệu như vậy rồi nó sẽ là cửa gì? Cửa của vào mấy lối căn hộ này. Là sai hỏi cụ thể. Cái cửa vào á. Cửa vào căn hộ. Cửa vào căn hộ á. Tức nghĩa là em hỏi cái cửa vào căn hộ nó vô đường nào á hả? Đúng là nó có cửa đó, nhưng mà nó thiết kế kiểu gì mà nó không mở, kiểu dạng như ký hiệu mở cánh giống như những cái căn hộ khác. À rồi, ok, hiểu ý sủ rồi. Cái này cũng hơi lạ là bên chủ đầu tư họ lại không có thể hiện cái phần cửa vô từng căn hộ. Ví dụ cái căn hộ góc này nha, thì bây giờ cái lối vô nó là sẽ nằm ở đây nè, nhưng mà họ lại không vẽ cửa, đúng không? Nó không vẽ ra cửa vô. Cái này là phải hỏi bên chủ đầu tư để họ giải thích, chứ nó cũng cái này mọi người đừng cái layout chi tiết từng căn hộ có vậy hả? Nhưng cũng lạ. Rồi ok, lát hồi mình sẽ vô mình nói cái đó. Cái này để mình nhìn cái tổng quan trước nha, lát hồi mình đi vô cái người chung. Rồi mọi người nhớ cái tầng điển hình của mình nó sẽ từ tầng 6 đến tầng 18 ha. Rồi qua tầng 19 của mình là hồi nãy mình nói bên khách T1 nó có một cái sky terrace á, thì nó sẽ cái hai không gian còn lại thì nó sẽ là vẫn là căn hai phòng ngủ tầng này lên khá là đẹp đấy. Bước ra một cái là sân vườn luôn, không nhiều cái sân vườn riêng sử dụng luôn, giá cao, tầng rất là đẹp và cái tiện ích cũng có và số lượng căn hộ cũng ít. Rồi bây giờ qua cái tòa T2 sao? Cái mặt tiền này quá đẹp rồi đúng không? Góc này cũng đẹp nữa nè, góc này vừa nhìn được ở cô và nhìn xéo được qua đây luôn. Còn cái mặt sau này thì bị nhìn qua cái tòa đối diện nè, góc này cũng đẹp. Nói chung là T2 là chỉ có góc này là hơi bị yếu điểm nhất. Yếu điểm. Còn ba cái mặt này là đều ok. Riêng hạt T1 này cái góc này là ưu điểm nhất. Ba cái mặt này thì gọi là xong, phía sau này bên kia nó xây lên thì phải bắt buộc lấy tầng cao thì mới nhìn được xong. Chỉ có mấy căn duplex với lại ven thì mới thấy xong. Nhưng mà cái căn ven ở bên này là nó thiết kế như vậy nè. Vậy. Nó hay lắm.